Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Đây là Đài Phát thanh Vatican. Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chúa nhật hôm nay, mùng 7 tháng 7, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Công trình soạn dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần 2. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Xuân Khánh trình bày tin tức. Vatican, hôm qua mùng 6 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp đến diễn đàn lần thứ hai của cộng đoàn Laudato Si tại Amatrice, miền Trung nước Ý. Đây là khu vực bị tàn phá bởi trận động đất vào tháng 8 năm 2016. Trong nội dung sứ điệp, Đức Thánh Cha nói rằng, đây là một dấu hiệu của hy vọng. Amatrice luôn hiện diện trong trái tim tôi. Đây không chỉ là dấu chỉ của sự gần gũi với rất nhiều anh chị em vẫn còn phải sống trong cảnh hoang tàn giữa ký ức về một thảm kịch khủng khiếp và sự tái thiết chậm chạp, mà còn thể hiện mong muốn tạo nên một tiếng vang lớn và rõ ràng cho thấy rằng người nghèo phải trả một giá cao hơn khi môi trường bị tàn phá. Đề tài diễn đàn năm ngoái của cộng đoàn Laudato Si liên quan đến việc xử lý vấn đề nhựa đang làm nghẹt thở hành tinh của chúng ta. Năm nay, cộng đoàn quan tâm đến tình trạng trầm trọng và không thể chịu đựng của vùng Amazon và các dân tộc sống tại đây vì những hậu quả cho con người gây ra. Đức Thánh Cha đề xuất với cộng đoàn Laudato Si ba từ trong lối sống mới. Từ đầu tiên là Doxologia, vinh tụng ca. Đứng trước vẻ đẹp của công trình sáng tạo, đặc biệt là đứng trước vẻ đẹp của con người đỉnh cao của sáng tạo, nhưng cũng là người bảo vệ, cần phải có thái độ ngợi khen. Đứng trước rất nhiều vẻ đẹp, với sự ngạc nhiên được đổi mới, với đôi mắt trẻ thơ, chúng ta phải có khả năng thưởng thức vẻ đẹp. Nơi đó, chúng ta được bao bọc, và cũng nơi đó, con người được dệt nên. Lời ngợi khen là hoa trái của chim ngắm. Chim ngắm và khen ngợi sẽ dẫn đến sự tôn trọng. Sự tôn trọng trở nên gần như tôn kính trước vẻ đẹp của tạo vật và của tạo hóa. Từ thứ hai là thánh thể. Thái độ thánh thể trước thế giới và con người, biết đón nhận thân phận quà tặng mà mọi sinh vật được dựng nên. Tất cả mọi sự được trao cho chúng ta cách nhân không, miễn phí, không bị lấy đi và hòa tan. Nhưng đến lượt mình trở thành một món quà chia sẻ, một món quà được trao để trở thành niềm vui của tất cả và nhờ thế sẽ lớn hơn. Từ thứ ba là khổ chế. Mọi hình thức tôn trọng đều nảy sinh từ thái độ khổ chế, nghĩa là khả năng biết cách từ bỏ một điều gì đó vì lợi ích lớn hơn, vì lợi ích của người khác. Sự khổ chế giúp chúng ta chuyển từ thái độ săn mồi luôn rình rập thành hình thức chia sẻ, quan hệ sinh thái và tôn trọng. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha hy vọng cộng đoàn Laudato Si sẽ là hạt giống của lối sống mới, mang lại tương lai, giữ gìn vẻ đẹp và sự toàn vẹn vì lợi ích của mọi người. Ad majorem Dei gloriam, để tôn vinh Thiên Chúa hơn. Cộng đoàn Laudato Si là một phong trào của các cá nhân và hiệp hội dấn thân theo tinh thần của thông điệp Laudato Si. Phong trào này khởi xuất từ giáo hội Rieti và phong trào Slow Food, thức ăn chậm. Ở Ý, cộng đoàn Laudato Si đã nhân rộng tại nhiều giáo phận và địa phương khác nhau. Phong trào này cũng bắt đầu hình thành tại các quốc gia khác trên thế giới. Eritrea. Hôm 5 tháng 7 vừa qua, bệnh viện công giáo cuối cùng ở Eritrea đã bị đóng cửa. Các nữ tu điều hành bệnh viện Jagger đã bị đuổi khỏi bệnh viện ngay lập tức và bị ngăn không cho lấy đi những thiết bị. Cửa bệnh viện bị niêm phong. Bệnh viện đã cung cấp các dịch vụ thai sản và hỗ trợ y tế đa khoa cho làng Jagger cách thủ đô Asmara khoảng 30 cây số. Trong những tuần gần đây, 22 bệnh viện và phòng khám công giáo đã bị đóng cửa. Một số nhà quan sát đọc thấy làn sóng tịch thu này như một phản ứng của chế độ Isaias Afwerki trước sự chỉ trích của giáo hội đối với chính phủ. Trong những thư mục vụ, các giám mục công giáo đã kêu gọi cải cách chính trị sâu sắc ở đất nước mà hiện tại không có hiến pháp và chưa bao giờ tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và lập pháp. Chính phủ đã đáp lại rằng việc đóng cửa là phù hợp với các quy tắc được đưa ra vào năm 1995. Điều này hạn chế hoạt động của các tổ chức tôn giáo từ trường học đến các dự án nông nghiệp, từ bệnh viện đến việc hỗ trợ người già.
Thứ Năm, ngày 4 tháng 7, một nhóm nữ tu khác điều hành một cơ sở y tế ở phía nam đất nước cũng bị yêu cầu rời khỏi nơi cư trú. Một sơ đã diễn tả sự đau lòng của mình. Hành động này làm tổn thương đến cá nhân nhiều người hơn là các tổ chức tôn giáo. Việt Nam, Tổng tu nghị Dòng Đa Minh sẽ khai diễn từ chiều thứ Hai, mùng 8 tháng 7 tại Đại chúng viện Xuân Lộc. Đây là lần đầu tiên một dòng tu quốc tế cỡ lớn nhóm Tổng hội tại Việt Nam. Tổng hội sẽ bắt đầu với kinh chiều lúc 7 giờ và sáng hôm sau, mùng 9 tháng 7, cha Bruno Cadore, người Pháp, bề trên tổng quyền đương nhiệm, sẽ chủ sự thánh lễ cầu xin Chúa Thánh Thần, chính thức khai mạc Tổng hội thứ 290 của dòng Đa Minh. Tham dự tổng hội này có 142 thành viên, trong đó có 104 vị có quyền bỏ phiếu. Phần còn lại gồm các khách mời, các chuyên viên và cộng tác viên. Trong số 104 tham dự viên có quyền bỏ phiếu, có 2 cựu bề trên tổng quyền, 36 bề trên giám tỉnh, 7 bề trên các phó tỉnh dòng, phần còn lại là các đại biểu của các tỉnh, phụ tỉnh và các đơn vị khác của dòng. Trong số 18 khách mời, có 5 phụ tá bề trên tổng quyền. Số người Việt Nam tham dự tổng hội là 7 người, trong đó có 4 vị có quyền bỏ phiếu. Còn lại là 3 khách mời, gồm một đại diện nữ đan sĩ, một đại diện huynh đoàn giáo dân và một đại diện tu huynh. Cao điểm trong các hoạt động của Tổng hội Đa Minh ở Xuân Lộc sẽ diễn ra vào ngày thứ Bảy 13 tháng 7 với cuộc bầu cử tân bề trên tổng quyền với nhiệm kỳ 9 năm và sẽ là người kế vị thứ 88 của Thánh Đa Minh. Trong gần 3 tuần còn lại, dưới quyền chủ tọa của cha tổng quyền mới, Tổng hội sẽ bàn về các thách đố hiện nay đối với dòng và những đường hướng đáp ứng. Cụ thể, Tổng hội sẽ đề cập đến các lĩnh vực như canh tân đời sống huynh đệ, sứ vụ giảng thuyết, việc đào tạo, quản trị, tình liên đới và cộng tác giữa các thành viên trong gia đình dòng Đa Minh. Tổng hội sẽ kết thúc với thánh lễ vào Chủ nhật mùng 4 tháng 8 tại tu viện Thánh Martino ở Hồ Nai do cha tân bề trên tổng quyền chủ sự. Dòng Đa Minh, cũng còn gọi là dòng anh em thuyết giáo, được Thánh Đa Minh thành lập cách đây hơn 800 năm. Theo niên giám năm 2019 của Tòa Thánh, dòng Nam Đa Minh có khoảng 5.747 tu sĩ, trong đó có 4.300 linh mục với 557 nhà tại nhiều nước trên thế giới. Dòng hiện đứng thứ 7 về số tu sĩ trong số các dòng Nam. Brazzaville, thi thể của cha Paul Mbon đang phục vụ tại giáo xứ Sambia, giáo phận Weso, miền Bắc Congo, bị mất tích hồi cuối tháng 6 vừa qua, đã được tìm thấy. Giáo phận không bình luận về cái chết của cha vì đang trong giai đoạn điều tra. Nhưng theo tin tức báo chí, cha Mbon bị một số người lạ mặt bắt cóc khi đang đi dạo với một linh mục bạn vào đêm 28 tháng 6. Thi thể của cha được tìm thấy trong tình trạng đang phân hủy với những vết thương tại quận Shanga. Ngày 4 tháng 7 vừa qua, lễ an táng của cha đã được cử hành tại giáo phận Weso. Cha Mbon đã phục vụ tại giáo phận này nhiều năm và mới đây cha được bổ nhiệm đến giáo xứ Sembe thuộc quận Shanga. Roma, theo thông cáo của Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội về số linh mục giáo phận trong khoảng thời gian từ năm 1987 đến 2017, số linh mục di dân thuộc giáo phận của châu Âu và châu Mỹ giảm hơn 50%, trong khi số linh mục di cư của châu Phi tăng đến 366% và của châu Á tăng gần 100%. Châu Âu là châu lục đón nhận phân nửa số linh mục di dân, Mỹ Châu tiếp nhận khoảng 36%, Phi Châu đón nhận 6,6% và Á Châu nhận 5,8%. Tại châu Phi và châu Á, số linh mục giáo phận đến từ các châu lục khác và nhập tịch luôn thấp hơn số linh mục rời đi. Ngược lại, tại châu Âu, châu Mỹ, số linh mục đến và nhập tịch luôn cao hơn số rời đi sang các châu lục khác. Làn sóng các linh mục di dân Phi Châu và Á Châu chủ yếu đến các nước Bắc và Nam Mỹ và châu Âu và góp phần lấp đầy sự thiếu hụt các linh mục tại các lục địa khác. Cũng cần nói thêm rằng, linh mục đoàn tại châu Âu và châu Mỹ là cao tuổi nhất và suy yếu bởi tỷ lệ tân linh mục rất thấp, đối mặt với việc hoạt động mục vụ thấp hơn. Trong thời gian không bao lâu nữa, các lục địa như châu Á và đặc biệt là châu Phi, những nơi có số ứng viên chức linh mục đang gia tăng, có thể thay thế các công việc cho đến nay được các linh mục của châu Âu và Bắc Mỹ đảm trách, và như thế đảm bảo sức sống mới cho các cộng đoàn giáo hội. Tuy nhiên, vấn đề không đơn giản như thế. Trên thực tế, chính tại các vùng có ơn gọi linh mục gia tăng, đặc biệt là ở châu Phi, Công giáo đang trong đà mở rộng và do đó tại các khu vực này cần một số lượng lớn các linh mục đến làm việc. Vatican,
Hôm nay, thứ Bảy, ngày 6 tháng 7 năm 2019, ngày quốc tế về sự cộng tác của Liên Hiệp Quốc, với chủ đề của năm nay là Sự cộng tác về những việc tử tế. Đức Thánh Cha gửi câu tweet trên mạng xã hội. Chúng ta cần những người và những thể chế bảo vệ phẩm giá của người lao động, phẩm giá của công việc và thiện ích của trái đất, ngôi nhà chung của chúng ta. Mỗi ngày, Đức Thánh Cha gửi một câu tweet ngắn trên mạng xã hội. Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị lá thư Vatican với đề tài Công trình soạn dự thảo tông hiến mới về giáo triều Roma. Quý thính giả thân mến, trong cuộc họp báo ngày 27 tháng 6 vừa qua khi kết thúc khóa họp thứ 30 Hội đồng Sáu Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, Đức Cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, tổng thư ký của hội đồng này cho biết, hội đồng hy vọng vào tháng 9 hoặc là vào cuối năm nay có thể đệ trình lên Đức Thánh Cha dự thảo tông hiến Predicate Evangelium, các con hãy rao giảng tin mừng, thay thế cho tông hiến hiện hành Pastor Bonus về giáo triều Roma do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành cách đây 31 năm. Đức Cha Semeraro cho biết trong 3 ngày họp, các thành viên Hội đồng Hồng Y Cố vấn đã khẩn trương lắng nghe những gì được trình bày trong hơn 200 trang bình luận góp ý và phản ứng về sơ thảo trước đó của Tông Hiến, được gửi đến các vị lãnh đạo các cơ quan trung ương tòa thánh, các hội đồng giám mục và một số cơ quan khác. Sơ thảo đó đã được một số cơ quan truyền thông kiếm được và đăng tải. Một số hồng y và chức sắc khác cũng đã công khai bình luận và góp ý trên báo chí về sơ thảo này. Trước đây, có nhiều người nghĩ rằng Tông Hiến Predicate Evangelium có thể được Đức Thánh Cha công bố ngày 29 tháng 6 vừa qua. Nhưng có lẽ trước nhiều phản ứng và góp ý, hơn 200 trang như vừa nói khiến cho việc cứu xét và tu bổ sơ thảo đòi nhiều thời gian hơn. Dầu sao dư luận cũng được biết nhiều điều được ghi trong dự thảo. Ví dụ, Tông Hiến mới về giáo triều sẽ không còn phân biệt các bộ Congregationi với Hội đồng Tòa Thánh Pontifici Concilii nữa. Hiện nay, bộ là cơ quan có quyền tài phán, còn hội đồng chỉ có tính chất tư vấn. Nhưng trong Tông Hiến mới, tất cả các cơ quan này đều bình đẳng về phẩm giá. Trước đây, Bộ Giáo lý Đức Tin đứng hàng đầu trong các bộ về tầm quan trọng, nhưng trong dự thảo mới, đứng đầu sau Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ là Bộ Loan báo Tin mừng Dicastero per l'Evangelizzazione, một cơ quan bao gồm Bộ Truyền giáo và Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng. Phân bộ thứ nhất của bộ này lo về những vấn đề có liên hệ tới việc loan báo Tin mừng trong thế giới ngày nay. Bộ có nhiệm vụ thăng tiến tự do tôn giáo qua sự phân định các dấu chỉ thời đại. Bộ cũng nghiên cứu các điều kiện kinh tế, xã hội và môi trường để đạt tới công ích và bảo vệ thiên nhiên như căn nhà chung. Bộ khuyến khích nghiên cứu lịch sử truyền giáo, đặc biệt là hiện tượng phức tạp là chế độ thực dân và những hậu quả của nó đối với việc loan báo Tin mừng. Phân bộ thứ hai có nhiệm vụ đồng hành và nâng đỡ các giáo hội địa phương trẻ không thuộc thẩm quyền của Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương. Cụ thể là các hoạt động của Bộ truyền giáo hiện thời phụ trách 1.100 giáo phận tại các xứ truyền giáo, trong đó có Việt Nam. Bộ này cũng đặt trách về các đền thánh quốc tế. Thẩm quyền này trước kia thuộc Bộ giáo sĩ, rồi được Đức Thánh Cha Francisco chuyển sang Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng Tin mừng. Còn Bộ Giáo lý Đức Tin, theo dự thảo mới của Tông Hiến, sẽ tiếp tục vai trò như trước đây, nghĩa là thăng tiến và bảo vệ sự toàn vẹn của đạo lý công giáo về đức tin và phong hóa, nhưng có một số thay đổi. Ví dụ khoản số 68-1 nói rằng, Bộ Giáo lý Đức Tin có nhiệm vụ khuyến khích và nâng đỡ việc nghiên cứu và suy tư về sự hiểu biết đức tin và sự phát triển thần học trong các nền văn hóa khác nhau, trong đời sống với những thách đố do các dấu chỉ thời đại, làm sao cung cấp câu trả lời cho những vấn đề nảy sinh từ sự tiến bộ của khoa học và sự tiến hóa của các nền văn minh. Khoản số 69-1 tiếp đó nói rằng,
Bộ Giáo lý Đức tin hoạt động trong sự tiếp xúc chặt chẽ với các hội đồng giám mục và các giám mục là những người có trách nhiệm đầu tiên tại các giáo hội địa phương và cũng là những chủ thể của các đặc tính cụ thể, trong đó cũng có một số thẩm quyền về đạo lý chính thức. Sự cộng tác ấy giữa bộ và các giám mục được áp dụng trước tiên cho việc cấp giấy phép giảng dạy trong giáo hội, và trong lĩnh vực này, bộ sẽ hoạt động tích cực theo tinh thần phụ đới. Về việc bảo tồn chân lý, dự thảo tông hiến mới nói rằng, Bộ Giáo lý Đức tin cứu xét các tác phẩm và những ý kiến có vẻ trái ngược với đức tin ngay chính hoặc nguy hiểm, tìm cách đối thoại với các tác giả và trình bày những phương thế thích hợp để giải quyết. Điều khoản số 70A nói rằng, Bộ phải làm việc để bảo đảm sao cho những sai lầm nguy hiểm hoặc các đạo lý đã được phổ biến nơi các tín hữu Kitô không lan tràn nữa và phải có sự phi bác thích hợp. Một điều mới hoàn toàn trong dự thảo tông hiến là bộ các dịch vụ bác ái. Đây là tên mới dành cho Sở Từ Thiện của Đức Thánh Cha, một văn phòng có nhiệm vụ thay mặt Đức Thánh Cha giúp đỡ người nghèo, và để có phương tiện thì văn phòng này được quyền cấp các văn bằng phép lành tọa thánh. Nay văn phòng này sẽ được nâng lên hàng một bộ và do một vị bộ trưởng lãnh đạo. Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích ngay từ dòng đầu tiên dự thảo tông hiến mới quy định rằng bộ này trước tiên có nhiệm vụ thăng tiến phụng vụ thánh theo sự canh tân mà Công đồng Chung Vatican II mong muốn. Bộ này cũng có nhiệm vụ phê chuẩn, xác nhận các bản dịch đã được các hội đồng giám mục chuẩn bị một cách hợp pháp. Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, theo nguyên tắc đoàn thể tính, công nghị tính và phụ đới, bộ này phải duy trì những quan hệ với các hội đồng giám mục, các giáo hội địa phương, các dòng tu và các thực thể khác của giáo hội. Bộ cũng có trách nhiệm thu thập và đề nghị các kiểu mẫu đồng hành mục vụ, huấn luyện lương tâm và hội nhập những người ly dị tái hôn cả trong các nền văn hóa, trong đó có tục đa thê thịnh hành. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần 2. Nhật ký Kakuma của linh mục Tadeo Nguyễn Văn Yên dòng tên, trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy. Bài 2: Khám phá. Chiều thứ bảy, nghỉ cuối tuần, ba người, một cô gái Mỹ, một anh người Croat và một anh Việt Nam, đi dạo và leo lên một ngọn đồi nhỏ. Ở đó có khoảng mười mấy đứa trẻ tị nạn đang chạy chơi quanh đồi. Ba người dừng lại ở một tảng đá lớn trên đỉnh đồi. Đang chạy chơi, thấy ba người lạ, đám trẻ chạy tới nhìn. Lúc đầu, chúng đứng xa khoảng 30 mét và nhìn với những cặp mắt lạ lẫm. Ba người lạ giơ tay vẫy vẫy, cùng nhịp với tiếng Hello và một vài câu chào hỏi bằng tiếng địa phương mới học được. Mấy em nhỏ đáp lại bằng một vài câu tiếng Anh học được ở trường. Từ từ, một vài đứa chậm chậm tiến lại gần hơn một chút và ngồi trên một tảng đá nhỏ để nhìn rõ ba người lạ. Những đứa khác cũng chạy đến ngồi theo. Sau khoảng 10-15 phút nhìn và lặp lại những câu chào hỏi đơn giản bằng tiếng Anh, chúng tiến tới gần hơn đến ba người lạ. Dĩ nhiên, ba người đều biết là tụi nhỏ muốn đến để bắt tay. Cả ba người đều rất phấn khởi bắt tay từng đứa một. Với các em nhỏ, được bắt tay với người lạ kiểu này là một niềm vui lớn. Không chỉ trẻ em, hầu hết người lớn cũng muốn đến bắt tay như thế. Đây là bài học đầu tiên của tôi về tương giao tại môi trường này. Một vài hình ảnh về các em nhỏ vẫn lưu lại nơi tôi. Những chiếc đầu trần, những đôi chân đất chạy quanh vùng đất gần như sa mạc, những làn da đen không còn khả năng cháy nắng, những cặp giò thẳng tắp như của những chú chim chích chòe, không thấy thịt và cơ bắp đâu cả. Ngoài những chỗ khớp nhô ra, người ta có thể thấy được từng rãnh xương. Không biết trong ngôn ngữ của chúng có từ nào để diễn tả bắp vế hay trái chân không? Dĩ nhiên các em nhỏ ấy chạy nhảy rất nhanh vì những đôi chân nhỏ ấy cũng chẳng phải đỡ lấy cơ thể nặng nề gì. Lúc đầu tôi tự hỏi, tương lai của chúng rồi sẽ ra sao?
nhưng sau đó tôi thấy câu hỏi này thật xa xỉ. Nhìn cánh trại hơn 150.000 người tị nạn đang ở đó, tốt hơn nên đặt câu hỏi hiện tại của họ thế nào. Ở đây, mỗi ngày tôi đều được ăn thịt, thường chỉ có thịt dê và cừu, vì đây là con vật phổ biến và cũng gần như là loài duy nhất họ có thể nuôi được. Nhưng lâu lâu cũng có thịt gà. Ồ, sướng thế, được ăn thịt dê mỗi ngày. Đúng vậy, nhưng cũng cần phân biệt thịt dê ở đây và thịt dê ở nhà hàng thường thấy. Ở vùng đất gần như sa mạc này, cây cối có một nét chung. Để tồn tại được, chúng phải có gai. Không phải gai nhỏ như gai mắc cỡ để trang trí, nhưng là những cọng gai có thể đâm thấu tới xương. Đây là thức ăn của những đàn dê. Vì thế khi một con dê đi qua, một người nhanh mắt có thể đếm được nó có mấy cái xương sườn. Thường mỗi bữa ăn, một người cũng được vài miếng sườn dê. Nếu dùng một con dao thật bén để lóc thì cũng được vài muỗng thịt nhỏ. Đó là khẩu phần mà chỉ có nhân viên mới có được. Còn người tị nạn thì sao? Họ nhận lương thực mỗi tháng 2 lần. Nếu họ ăn tàn tiện mỗi ngày một bữa thì có thể đủ đến đợt lãnh tiếp theo. Họ không còn gì để mất. Quê hương của họ đang bị chiến tranh mượn tạm vài chục năm. Đất họ đang ở với mật độ không thể chật hơn cũng chẳng phải là của họ. Kiến thức mà họ có là những kinh nghiệm truyền lại từ đời này sang đời khác để tồn tại. Con cái họ được đến trường với cả 100 em một lớp ở tiểu học và được học với những thầy cô giáo trường làng chỉ hiểu biết hơn chúng đôi chút. Giả như bạn đặt câu hỏi thế giới hiện tại đang ở đâu mà để họ như vậy? Đó cũng là câu hỏi của nhiều người đang sống chết ở đây với những người tị nạn này. Hai từ thế giới có vẻ mơ hồ và rộng lớn quá. Bao nhiêu người trong thế giới này, trong đó có bạn và tôi, vẫn còn nghĩ đến hai chữ đồng loại trong cuộc sống của họ. Nói đến những người tị nạn này, có vẻ họ xa vời quá. Làm sao có thể giúp họ được? Đúng vậy, không dễ để giúp họ dù là trực tiếp hay gián tiếp. Nhưng tình trạng của họ không đơn giản chỉ do chiến tranh trên đất nước của họ. Để nhìn rõ hơn, hãy đặt họ vào trong tổng thể của thế giới. Thế giới này chẳng phải được xây dựng chỉ bởi một số người có vai trò lớn lao nào đó. Nhưng mỗi người đều có phần của mình trong đó, dù nhỏ bé lắm. Thử tính xem, mỗi ngày bạn dùng bao nhiêu túi ni lông mà lẽ ra không đáng dùng. Quá trình phân hủy những túi ni lông này cũng góp phần không nhỏ làm biến đổi khí hậu, làm cho trái đất nóng lên. Những vùng đất xưa kia màu mỡ nay trở thành sa mạc. Đây chỉ là một điều rất nhỏ của một vấn đề rất lớn, bảo vệ hoặc hủy hoại hệ môi trường sinh thái. Có bao giờ câu hỏi nhỏ này đã xuất hiện trong suy nghĩ của bạn? Hoặc bàn về vấn đề hòa bình thế giới có vẻ lớn lao quá. Mỗi ngày bạn nói bao nhiêu lời yêu thương và bao nhiêu lời gây chia rẽ. Nếu nhìn riêng rẽ những lời nói này thì nó chẳng đáng là bao. Nhưng hãy nhìn xem đại dương, nó được hình thành với những mạch nước rất nhỏ. Dù muốn hay không, bạn đã rót vào thế giới này lời nói, hành vi của bạn và nó được truyền lại cho thế hệ sau. Từ đó có thể làm cho thế giới thêm hòa bình hoặc ngược lại, thêm sự gây hấn để trở thành chiến tranh. Đứng trước một biến cố, bạn chọn cách giải quyết phi bạo lực hay cứ hùng hổ lên rồi tính sau. Một xã hội hiền hòa hay một xã hội hận thù đều được tích tụ từ sự hiền lành hay gây hấn rất nhỏ của từng người. Cũng tương tự như thế đối với sự chân thành hay mánh khóe kém chân thành. Thế giới sẽ nhận được đóng góp này của bạn. Khi bước vào chia sẻ cuộc sống với những người khốn khổ ở đây, tôi không thấy mình có đủ khả năng làm gì đó lớn lao cho họ. Nhưng tôi nhận ra mình cần làm gì để không đẩy thêm những người khác vào tình trạng này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovaticana.va. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến.
Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.